giá của thuốc lá của chúng ta hiện tại quá rẻ so với nhiều nước. Chúng ta đang hiện hữu với rất nhiều nguy cơ gây ra bệnh ung thư, cụ thể là thuốc lá. Chỉ tính riêng thuốc lá thôi đã chiếm tới trên 30% cái tỷ lệ mắc ung thư ở người. Đến bây giờ thì tôi rất ân hận là cái chuyện hút thuốc. Ngay từ lúc còn bé là bố mẹ cấm không cho hút, nhưng mà mình vẫn hút. Thế sau lớn lên thì qua quá trình trưởng thành thì cái quyền của mình thì tự do, tự tung, tự tác. Thế đến khi nó phát bệnh vào người thì cái đó là rất là ân hận. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến ung thư phổi. Cho nên là rất nhiều chị em phụ nữ là cũng bị mắc ung thư phổi, hoặc là những cái người trẻ người ta thực sự người ta không hút, thế nhưng mà bố hút hoặc là anh hút trong gia đình và người ta đã bị hút thuốc tự động từ rất lâu rồi. Theo lý do của em thấy thì không có thuốc thì nó vất vả lắm. Chúng ta cần phải tăng thuế và tăng giá thuốc để người hút thuốc không những thấy hại, tác hại của thuốc lá khi mà hút thuốc gây ra cho mình, cho người thân và những người xung quanh, mà còn cảm thấy xót xa khi mà bỏ tiền ra mua thuốc lá. Và có như vậy, chúng tôi cho rằng cái việc phòng chống tác hại của thuốc lá mới thực sự hiệu quả.